Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Phật. Đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Pháp. Đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Tăng. Đức Phật là đấng vô lượng từ bi, trí tuệ viên mãn. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, đã đoạn tận vô minh và phiền não. Ngài là bậc thầy của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin cung kính làm lễ ân đức Phật bảo. Pháp bảo là những phương đương dược có công năng trị những chứng bệnh phiền não của chúng sanh. Người nào hành theo chánh giáo sẽ có kết quả lợi ích trong hiện tại và tương lai. Đệ tử xin cung kính làm lễ ân đức Pháp bảo. Tăng bảo là những người tự hành theo chánh giáo. Các ngài đã đắc quả thánh hay còn phàm. Các ngài là những bậc mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin cung kính làm lễ ân đức Tăng bảo. Do nhờ được tán dương Tam bảo một cách vắn tắt, xin gia hộ cho chư tôn đức tăng, quý tu nữ cùng quý Phật tử thân tâm được an lạc, nhất là phát sanh trí tuệ thực hành theo giáo pháp của Đức Thế Tôn, ngõ hầu sớm đoạn tận khổ ưu, thành tựu thánh trí, chứng đạo quả niết bàn, đồng đều nhau cả thể. Thưa quý vị, có một điều mà chắc có lẽ là một số vị biết mà một số vị thì chưa biết, là cái khóa thiền ở Thiền viện Phước Sơn vào cuối tháng 8 này đó là đánh dấu mốc tròn một năm mà sư tổ chức các cái khóa tu thiền. Cái khóa năm ngoái đó, cái khóa đầu tiên sư tổ chức đó, là từ ngày 20 tới 30 tháng 8 2022, cũng ngay tại thiền đường quốc tế này, ngay tại đây. Ngày này năm ngoái là cũng tổ chức khóa thiền ngay tại thời điểm này. Và với tấm lòng mong mỏi quý Phật tử biết đến phương pháp tu thiền thuần túy theo lời dạy của Phật, và sư đã tổ chức các khóa thiền. Đến hôm nay thì đây đã là khóa thứ 6 rồi. Khóa là khóa dài ngày đó, khóa thứ 6. Và theo từng khóa thì sư có sự điều chỉnh, thay đổi cho nó phù hợp, để cho các khóa tu ngày càng hoàn thiện hơn. Như cái khóa đầu tiên thì ban tổ chức thì cũng chỉ có vài người thôi, và cũng vắt giò lên cổ mà chạy. Khóa này thì ban tổ chức thì cũng bao nhiêu đấy người, nhưng mà được cái là cực hơn. Tại vì yêu cầu của sư thì nó gắt gao, nó cao hơn. Mục đích để làm gì? Bởi vì sư luôn mong mỏi là tạo điều kiện tốt nhất để cho quý thiền sinh có thể an tâm để thực hành thiền. Sư đặt cái sự lợi ích của quý vị lên trên hết. Quý vị là linh hồn cho khóa thiền. Chính vì như vậy đó, sư mong mỏi là tạo hết tất cả các cái điều kiện để cho quý vị không phải lo gì cả, quý vị chỉ lo tu thôi. Và sư cũng biết là trong số quý vị có rất nhiều những vị mới. Xin thưa là cái mới ở trong cái việc hành thiền là nó tính bằng năm. Quý vị hành thiền 2 năm, 3 năm, 5 năm nó vẫn tính là mới.
Tại vì sao? Bởi vì những cái phiền não của mình nó vẫn chưa có vơi được bao nhiêu đâu. Sự cố gắng của mình nó vẫn còn cần phải huân tập nhiều nữa lắm. Việc hành thiền nếu mà nói về tiến bộ, nó phải tính bằng năm chứ nó không phải tính bằng ngày. Một khóa thiền 7 ngày hay 10 ngày chỉ nhằm mục đích là hướng dẫn kỹ thuật cho quý vị, kèm theo là sự theo dõi để giúp cho quý vị đi đúng đường. Bởi vì khi chúng ta mới thực hành, chúng ta có rất nhiều những thắc mắc, rất nhiều những băn khoăn, và đặc biệt là lo sợ đi sai đường. Thì sự có mặt của sư là để giúp đỡ cho quý vị những điều đó. Còn việc thực hành để mà đi đến sự tiến bộ, nhằm mục đích là diệt trừ những phiền não, nhằm mục đích là tăng trưởng định và niệm, thì tự quý vị phải thực hành. Và thời gian để chúng ta có thể thấy được cái hiệu quả, nó tính bằng năm, tính bằng chục năm, chứ nó không phải tính bằng chỉ có vài ngày đâu. Thế cho nên ở trong Tương Ưng thì Đức Thế Tôn nói là một cái người thợ đốn củi, mỗi một ngày anh ta đốn củi thì rất khó để anh ta nói là cái rìu của tôi nó mòn chừng này, nó mòn chừng này, nó mòn chừng này. Mỗi một ngày rất khó nói. Nhưng mà anh thợ đốn củi chắc chắn anh biết là cái rìu của tôi nó có mòn. Cũng tương tự như vậy, một người thực hành thiền nhằm mục đích đi đến sự chấm dứt khổ, rất là khó để chúng ta nói mỗi ngày là chúng ta đã diệt trừ bao nhiêu đây phiền não, diệt trừ bao nhiêu đây phiền não, diệt trừ bao nhiêu đây phiền não. Nhưng mà chúng ta biết là chúng ta có sự diệt trừ phiền não. Và khi tính bằng năm thì nhìn lại chúng ta sẽ thấy là cái phiền não chúng ta diệt trừ nó có thấy chứ không phải không thấy. Nó có hiệu quả chứ không phải không có hiệu quả. Nhưng với điều kiện là chúng ta phải nỗ lực tu tập, nỗ lực để đoạn trừ, để cho những cái mà nó có được, nó không có mất. Ở trong kinh có ví dụ như là một cái tảng đá cao, bề cao, bề dài, bề ngang là một do tuần. Một do tuần tương đương khoảng 16 cây số. Thì một vị trời đó dùng cái áo, cái y của cõi trời đó, cách 100 năm thì sẽ quét ngang cái tảng đá đó một lần. Mà quét tới chừng nào mà cái tảng đá nó mòn hết cũng chưa hết một cái A Tăng Kỳ. Mà xin thưa với quý vị, đó là với điều kiện là cái tảng đá đó nó không bị thêm những cái bụi bẩn nó kèm theo. Chứ còn nếu như mà tảng đá đó mà vừa quét xong 100 năm là cái bụi nó đóng cả dớp, thì không bao giờ mà quét cho nó sạch được. Cho nên điều kiện lý tưởng là phải trong 100 năm đó không có bụi bẩn, không có những phân chim các thứ. Chứ còn không thôi là 100 năm đừng nói 100 năm một lần, mà dù cho 10 năm một lần, 1 năm một lần thì cũng không bao giờ mòn được tảng đá dù chỉ một chút xíu. Cũng vậy, tâm của chúng ta mỗi một lần quý vị tập trung tu tập thì nó tiêu trừ được một ít những phiền não. Nhưng mà khi chúng ta dễ vui, chúng ta buông lung, chúng ta phóng dật,
Chúng ta chạy theo những cảnh vui ở thế gian, nó lại gom phiền não trở lại. Cho nên dù cho quý vị có tham dự 10 khóa thiền, 100 khóa thiền, phiền não vẫn cứ phiền não. Tại sao vậy? Tại vì mình vừa mới gột được một tí là mình chơi, mình ôm một mớ những cái thứ phiền não khác nó vô rồi, thì đâu có tác dụng gì. Chính vì như thế, bên cạnh sư hướng dẫn quý vị trong suốt khóa thiền, còn cần quý vị phải nỗ lực cho chính mình nữa. Chứ còn sư nói cho quý vị đi thiền chứ đâu có cho quý vị đi dạo đâu. Mình đi mình ngắm trời ngắm đất đã vậy, còn cặp đôi cặp ba đi chắc sư biết đi thiền mà đi chung với nhau đi để làm cái gì, trò chuyện này. Khi chúng ta làm như vậy thì tự chúng ta hại chính chúng ta. Sư đang nhắc nhở quý vị đó. Nếu như chúng ta muốn cái việc hành thiền của chúng ta được hiệu quả, được an lạc, thì tự mình phải nghiêm khắc với mình. Tự mình không nghiêm khắc được với mình thì cái việc hành thiền nó không có hiệu quả. Cái từ cha ná đó, chúng ta dịch là thiền na đó, nó có cái gốc chữ, cái gốc cha, mang ý nghĩa là thiêu đốt. Tức là việc hành thiền ấy, là việc thiêu đốt các phiền não. Nó giống như quý vị tắm xong rồi đó, tôi nói trước khi tắm ha, trước khi tắm thì mình có cầm cái tay không mình chùi cầu nó cũng không vấn đề gì. Trước khi tắm mình đi đổ rác cũng không vấn đề gì. Trước khi tắm mình đi lau nhà nó cũng không vấn đề gì. Nhưng mà tắm xong rồi thì mình rất ngại làm cái chuyện đó. Tại sao vậy? Tại vì nó bẩn, nó dơ. Tắm xong rồi mình sạch rồi, thà tôi chưa tắm tôi còn lăn lộn vô mấy thứ đó được. Chứ còn tôi tắm xong rồi mà bắt tôi lăn vô mấy cái đống đó hút rác, dọn rác nữa thì hồi nãy tôi tắm để làm cái gì? Tương tự như vậy, khi quý vị chưa có tu tập, chưa có tu thiền đó, chúng ta chơi, chúng ta tán dóc, tán gẫu, nói chuyện, chúng ta chơi bời đầy những tham, những sân, cái đó là ở bên ngoài. Nhưng một khi chúng ta đã nỗ lực tu tập để đi đến sự thanh tịnh cho chính mình á, thì chúng ta phải biết sợ những thứ đó chứ. Mà nếu như chúng ta không biết sợ, có nghĩa là chúng ta tắm chưa có sạch, tắm ở dơ. Khi quý vị tu thiền, quý vị tu một cách nghiêm túc rồi, thì quý vị sẽ sợ cái chuyện tán gẫu. Tại vì thấy rõ cái việc tán gẫu nó làm cho cái tâm định của mình nó bị thối thấp. Và sư nhắc lại một lần nữa là hai cái đề mục thiền trước ấy, là đề mục buông, niệm buông, và đề mục rải tâm từ ấy, quý vị chưa thấy được cái tác hại của cái việc tán gẫu đâu. Nhưng mà ngày hôm nay khi chúng ta đã bước qua thực hành thiền hơi thở, quý vị sẽ thấy là cái việc quý vị tán gẫu thì nó làm cho định của mình nó bị mất, không còn. Sự nỗ lực của mình nó sẽ không có kết quả. Còn nếu như quý vị đi đến đây, bỏ thời gian, bỏ công sức, thậm chí là bỏ cả tiền bạc để mình đến đây nữa, thì sư tin là chúng ta không phải tới đây để mà chơi. Thì muốn như vậy chúng ta phải tu sao cho nó huề vốn, ít nhất là huề vốn, có lời là càng tốt. Chứ tu xong rồi nó lỗ thì nó uổng phí. Khi mà chúng ta không có sự nghiêm túc với chính mình
việc hành thiền của quý vị nó sẽ không có hiệu quả, và quý vị sẽ tiếc nuối là trời, tham gia khóa thiền mà tôi chả được cái gì hết. Vô rồi đi về nó cũng đâu cũng vào đó, mèo lại hoàng mèo, cốt khỉ hoàng cốt khỉ. Thì cái đó coi chừng là do chính mình, chính chúng ta đã không nghiêm túc trong việc thực hành. Nó cũng giống như mấy cái bạn mà học sinh kém, lên lớp thì ngủ, tới giờ làm bài thì đi chơi, cuối năm ở lại lớp đổ thừa tại tại nhà trường, thì nó không có hay. Sư nói nhiều như vậy mục đích là để nhấn mạnh, để nhắc nhở quý thiền sinh phải nghiêm khắc với chính mình, thắng được những phiền não của mình. Như sư nói, càng phiền não mình càng nói nhiều, mà càng nói nhiều càng phiền não. Không thắng được nó là mình cứ bị phiền não chi phối thôi. Như vậy đó, việc hành thiền đến với đề mục hơi thở là như thế nào? Nếu như quý vị để ý thì thấy rằng chúng ta thực hành thiền chỉ Samatha thì cũng theo dõi hơi thở. Chúng ta thực hành thiền quán Vipassana thì cũng theo dõi hơi thở. Vậy hơi thở trong thiền chỉ và hơi thở trong thiền quán có khác gì nhau hay không? Đây là câu hỏi mà hồi xưa khi sư đi tu tập, đi tìm hiểu tất cả các cái tông phái, sư đều thắc mắc cái này. Vậy thì sự khác biệt giữa hơi thở trong thiền chỉ và hơi thở trong thiền quán nó như thế nào? Hơi thở trong thiền chỉ là chúng ta tập trung vào một điểm hơi thở, chúng ta theo dõi nó, thở vào, thở ra, và cho tới khi cái nimitta, tức là cái tướng hơi thở nó hiện lên, và chúng ta tập trung vào đó cho đến khi nào chúng ta an trú vào trong cái tướng của hơi thở một cách kiên cố. Chúng ta đi đến cận định, rồi đi đến sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền hơi thở. Đó là thiền chỉ. Còn thiền quán, sự khác biệt ở đây là gì? Đối với thiền quán, nếu như quý vị đọc trong bài kinh Đại Niệm Xứ của Trung Bộ, ở đây ai đọc bài kinh Đại Niệm Xứ Trung Bộ rồi giơ tay, hoặc Trường Bộ cũng được. Đây chỉ có một vài cô tu nữ. Rồi bây giờ nếu như sư bắt đầu là sư mở cái máy phóng thanh nó dốc thì làm sao quý vị biết sư nói thiệt hay là nó chơi? Chưa? Đi tu mà không đọc kinh thì coi như quý vị nương tựa là trông cậy hết vào ông thầy. Ông thầy ổng nói đúng thì quý vị coi như là may phước, mà ông thầy nói tầm bậy là mô Phật. Phải chịu khó đọc kinh. Đức Thế Tôn nói, vị tỷ kheo đi đến nơi gốc cây, đi đến ngôi nhà trống, ngồi xếp chân lại, thẳng lưng, đặt niệm ở trước mặt, thở vào vì ấy biết là thở vào, thở ra vì ấy biết là thở ra. Thì xin thưa với quý vị, ngay tại cái chỗ này, ở trong chú giải đó, nói là vị ấy đi đến tứ thiền hơi thở, có nghĩa là ở giai đoạn đầu của thiền chỉ hay thiền quán thì đều cũng chỉ có một thôi. Tức là theo dõi hơi thở, vị ấy đi đến tứ thiền hơi thở.
Thở vào dài, biết là thở vào dài. Thở ra dài, biết thở ra dài. Thở vào ngắn, biết thở vào ngắn. Thở ra ngắn, biết thở ra ngắn. Giai đoạn đó quý vị đi đến tứ thiền hơi thở. Ở giai đoạn này chỉ và quán là giống nhau, không khác nhau, đều đi đến tứ thiền hơi thở. Nếu không tin thì vui lòng mở chú giải Kinh Đại Niệm Xứ Trung Bộ. Sư đã có dịch rồi, dịch, sư đã dịch chú giải rồi. Chú giải bài kinh này đã dịch rồi. Và cũng xin thông báo tin mừng cho quý vị là sư đã cho dịch xong 40 bài kinh đầu tiên của Trung Bộ. Chú giải đó, đã cho dịch xong 40 bài kinh đầu tiên của Trung Bộ. Và vừa sáng hôm nay là vừa mới đăng xong, đăng lên trên trang suythamma.net. Thì nếu như quý vị muốn thì quý vị có thể vào để mà xem. Thì quay trở lại vấn đề, vị nào không biết tên trang web thì hỏi ban tổ chức. Quay trở lại vấn đề thì cái việc đi đến tứ thiền hơi thở ở bước đầu tiên của thiền chỉ và thiền quán là giống nhau, nhưng với thiền chỉ thì tới đó là ngưng, còn thiền quán là sau khi vị đó đạt đến tứ thiền hơi thở, vị ấy ra khỏi tứ thiền hơi thở, dùng cái định mà vị đó có được ấy, tiếp tục vị ấy quan sát cảm thọ, quan sát toàn thân vị ấy thở vào, quan sát toàn thân vị ấy thở ra. Thì đó là bắt đầu quan sát các đặc tánh của hơi thở, bắt đầu quan sát thân, thọ, tâm, pháp trên hơi thở. Ví dụ như thở vào với tâm có tham, vị ấy nhận biết. Thở ra với tâm có tham, vị ấy nhận biết. An lạc toàn thân, ta sẽ thở vào, vị ấy nhận biết. An lạc toàn thân, ta sẽ thở ra, vị ấy nhận biết. Thì giai đoạn đó là giai đoạn sau khi hành giả đạt được tứ thiền hơi thở. Ra khỏi tứ thiền hơi thở, vị ấy mới tiếp tục quan sát các phần còn lại trong 16 pháp quán niệm hơi thở. Cho nên những ai thực hành thiền hơi thở, đặc biệt là trong thiền quán, mà không đọc chú giải thì họ sẽ bối rối trong việc thực hành 16 thiền hơi thở. Bởi vì sao? Bởi vì họ chưa đạt được tứ thiền hơi thở mà họ đã quan sát cảm thọ toàn thân vị ấy thở vào, cảm thọ toàn thân vị ấy thở ra. Nó giống như là chưa học bò mà đã là học chạy. Thì như vậy việc thực hành của vị ấy nó đem lại kết quả hạn chế hoặc thậm chí nó gây hại. Nó giống như một người trưởng thành sau khi rèn luyện thì có thể học lái xe, nhưng mà một đứa bé 7 tuổi tốt nhất nó chỉ lái cái xe nôi đó thôi. Còn một đứa bé 7 tuổi mà leo cái xe gắn máy nó lái thì đó là sự nguy hiểm cho chính bản thân nó. Khi định quý vị chưa đạt mà quý vị đòi thực hành những pháp dành cho người đạt đến tứ thiền hơi thở thì làm sao quý vị đạt được? Chính vì như vậy, trong khóa thiền khi sư hướng dẫn quý vị, sư chỉ hướng dẫn quý vị trong giai đoạn đầu, rồi chừng nào á quý vị đạt đến tứ thiền hơi thở thì khi đó mới hướng dẫn những bước tiếp theo của thiền hơi thở. Cho nên tránh việc là chúng ta tham
Có nhiều vị sư biết là vị đó thuộc luôn cả 16 thiền hơi thở, vị đó thuộc luôn. Rồi trong quá trình thực hành á, vị đó thực hành tuần tự. Nhưng như sư nói, nó cũng giống như một đứa bé 7 tuổi tập lái xe, không có hiệu quả. Cho nên chúng ta đi trong chất lượng, chứ không phải là ôm đờm để rồi chúng ta có được cái mã không à. Nói 16 thiền hơi thở thì chúng ta nói rất là giỏi, nhưng mà xài, chúng ta xài không được. Tại sao mà trong bài kinh Đại Niệm Xứ Đức Thế Tôn lại chủ trương thực hành thiền hơi thở đầu tiên? Tại vì thiền hơi thở có được rất nhiều lợi ích. Thứ nhất, thiền hơi thở là một cái đề mục thiền dễ chịu so với những đề mục thiền khác. Ví dụ như quán bất tịnh, quán tử thi, quán 32 thể trược, thì so với cái đó thiền hơi thở được xem là dễ chịu. Lại nữa, thiền hơi thở thì hơi thở luôn có sẵn, dù cho quý vị có chú ý hay không chú ý, hơi thở đều có sẵn. Nó không phải cố gắng tìm kiếm như nhiều đề mục khác. Ví dụ như casino trắng thì chúng ta phải tìm cái gì nó có màu trắng. Casino đỏ phải tìm cái gì nó có màu đỏ. Casino đất thì phải làm cái cục đất. Thì hơi thở nó luôn có sẵn. Lại nữa, thiền hơi thở là một đề mục thiền đặc biệt mà dù cho chúng ta chưa chứng đắc vẫn cảm nhận được sự an lạc bên trong đó. Nó khác với các đề mục thiền khác, ví dụ như casino đòi hỏi chúng ta phải chứng sơ thiền chúng ta mới thấy được sự an lạc. Còn việc theo dõi hơi thở đó, chỉ riêng bản thân việc theo dõi hơi thở là chúng ta đã an lạc rồi. Thì đây là điều đặc biệt ở thiền hơi thở. Lại nữa, Đức Thế Tôn Ngài đã chứng đắc đạo quả bắt đầu từ việc thực hành thiền hơi thở. Và chư Bồ Tát Độc Giác, chư Bồ Tát Chánh Đẳng Giác thì cũng chứng đắc đạo quả bắt đầu từ thiền hơi thở. Thiền hơi thở là đề mục thiền của chư Bồ Tát Độc Giác và Chánh Đẳng Giác. Tuy nhiên, thiền hơi thở nổi tiếng như thế nhưng nó không có nghĩa là dễ dàng. Đặc biệt là ở Việt Nam của mình, rất nhiều người thực hành thiền hơi thở sai, dẫn đến việc là thiền hơi thở vốn dĩ không phải là đề mục dễ lại càng trở nên khó khăn. Sư biết là khi sư nói thì nhiều vị họ dễ đành đạch lên, nhưng mà nói có sách mách có chứng. Trong phân tích đạo Patisamphida Magga, hoặc còn được dịch là Vô Ngại Giải Đạo, phần quán niệm hơi thở, Ngài Xá Lợi Phất nêu ra 16 nguyên nhân làm cho hơi thở bị ô nhiễm. Mà 16 nguyên nhân này là hầu rất nhiều người Việt mình thực hành thiền hơi thở là dính hết.
Sự gom lại thì nó có hai nhóm chính. Nhóm thứ nhất là khi chúng ta thực hành thiền hơi thở, chúng ta chạy theo hơi thở. Điều đó làm cho định bị ô nhiễm. Tức là cái người thực hành thiền hơi thở, vì ấy theo dõi hơi thở từ mũi đi vào trong, đi xuống phổi. Rồi vì ấy lại theo dõi hơi thở từ trong người chạy ra ngoài và đi ra khỏi lỗ mũi. Điều đó làm cho định bị ô nhiễm. Rồi khi thở vào, vì ấy có sự trông chờ việc thở ra. Điều đó làm cho định bị ô nhiễm. Khi thở ra, vì ấy có sự trông chờ việc thở vào. Điều đó làm cho định bị ô nhiễm. Cho nên, tóm gọn lại, trong nhóm thứ nhất làm cho định bị ô nhiễm, đó là khi theo dõi hơi thở, chúng ta lại chạy theo sự chuyển động của hơi thở. Rồi ví như khi hơi thở đi vào cơ thể, chúng ta lại cố nắm lấy hình tướng của hơi thở bên trong cơ thể. Nó làm định bị ô nhiễm. Thành ra trong nhóm đầu tiên chúng ta phải cẩn trọng điều này. Nếu ai hỏi sư căn cứ vào đâu, thì sư nói là sư căn cứ vào Patisamvida Magga. Nhớ là khi hướng dẫn hành thiền thì người hướng dẫn bắt buộc phải theo những tài liệu sau thì mới gọi là hợp chuẩn. Sư nói là hợp chuẩn nha. Một là thanh tịnh đạo Visuddhi Magga, vì ấy bắt buộc phải theo thanh tịnh đạo. Hai là phân tích đạo hoặc là vô ngại giải đạo Patisamvida Magga. Rồi ba đó mới là bài kinh, các cái bài kinh tùy theo đề tài mà quý vị ấy hướng dẫn. Ví dụ hướng dẫn về tứ niệm xứ thì phải căn cứ vào kinh và chú giải của bài kinh tứ niệm xứ. Còn nếu như hướng dẫn thân hành niệm thì phải căn cứ vào kinh và chú giải của bài kinh thân hành niệm. Hoặc nếu theo dõi hướng dẫn hơi thở thì phải căn cứ theo chú giải kinh và chú giải của bài kinh Anapanasati, tức là kinh nhập xuất tức niệm. Thì anh phải có căn cứ vào bài kinh tương ứng, chứ không nên, sư nói là không nên căn cứ theo kinh nghiệm của truyền thống của anh. Sư không phủ nhận cái truyền thống nó có lợi ích, nhưng cái lợi ích đó là do kinh nghiệm của các vị đó. Và nhớ kinh nghiệm thì nó thuộc về cá nhân. Có những cá nhân khi thực hành theo như vậy thì họ sẽ có lợi ích, nhưng đó không có nghĩa là tất cả mọi người thực hành theo đều sẽ có lợi ích tương ứng. Cho nên nhớ, chúng ta tu theo Phật nó khác tu theo tổ. Cho nên sư hướng dẫn cho quý vị sẽ thấy là đa phần sư căn cứ theo Phật nói, chứ sư không căn cứ theo vị này nói hay vị kia nói. Nhớ điều đó. Và điều thứ hai làm cho định hơi thở bị ô nhiễm, cái này rất nhiều người dính nè, là theo dõi hơi thở dựa trên sự xúc chạm của hơi thở. Điều đó làm cho định bị ô nhiễm. Sự xúc chạm của hơi thở là sao?
là khi vị đó theo dõi hơi thở, vị ấy theo dõi sự xúc chạm của hơi thở chạm vào cơ thể. Có thể là ở bên ở bên ngoài hoặc là bên trong cái lỗ mũi. Tức là thay vì theo dõi hơi thở thì vị ấy lại theo dõi sự xúc chạm của hơi thở vào cơ thể. Điều đó làm cho định bị ô nhiễm. Vị nào thấy bị sốc không tin thì vui lòng xem trong Visuddhimagga, Patisamvidamagga. Nó sẽ làm cho định của vị bị ô nhiễm. Và ở đây sư xin phép mở một cái ngoặc là một số truyền thống khi tập trung vào quán thọ thì các vị ấy có khuynh hướng làm cho thọ trở nên nổi bật. Tức là lẽ bình thường cái thọ nó là một, thì các vị ấy có khuynh hướng tác động để cho cái thọ đó nó nhân lên làm hai, làm ba, để cho hành giả thấy cái thọ đó là nổi bật. Sư không chủ trương như thế, nhưng mà sư cũng không có bài xích, bởi vì đó là kinh nghiệm cá nhân của các truyền thống đó. Vấn đề là khi các truyền thống mà đẩy cái cảm thọ lên á, thì các truyền thống đó sẽ hướng dẫn vị thiền sinh theo dõi hơi thở dựa trên điểm xúc chạm của hơi thở. Tại sao như vậy? Vì khi theo dõi hơi thở dựa trên điểm xúc chạm của hơi thở thì nó sẽ làm cho các cảm thọ bị phóng đại ra rất là nhiều lần. Điều tai hại là nó khiến cho cái định hơi thở bị ô nhiễm. Nhưng mà cái lợi ích á, là cái cảm thọ nó được phóng đại ra và vị hành giả theo dõi cảm thọ, họ nhìn thấy cảm thọ nó rõ rệt hơn. Nó giống như kính lúp vậy đó, nó phóng to ra thì chúng ta nhìn mọi thứ nó rõ ràng. Nhưng sư không chủ trương, bởi vì như vậy nó giống như là chúng ta xài cái mẹo á, thì sư không chủ trương. Và sư chỉ có trách nhiệm có sao nói vậy. Tức là nó làm cho định bị ô nhiễm thì sư phải nói là làm cho định bị ô nhiễm. Cho nên nếu như quý vị có hướng đi đến sự chứng đắc các cái tầng thiền của hơi thở thì quý vị không thể theo dõi hơi thở dựa trên điểm xúc chạm hơi thở. Còn nếu như quý vị nghĩ là tùy thôi, tôi chỉ muốn theo dõi cái cảm thọ thôi, thì cái đó tùy quyết định của mình. Nhưng nhớ giùm sư một điều là cái bản gốc nha, cái phần mà gốc là chính tông á, là Ngài Xá Lợi Phất nói rằng việc theo dõi hơi thở dựa trên điểm xúc chạm hơi thở sẽ làm cho hơi thở bị ô nhiễm. Còn nếu quý vị muốn xài mẹo thì đó là tùy quý vị. Như vậy, làm sao để theo dõi hơi thở mà tránh khỏi cạm bẫy của sự di chuyển hơi thở và cạm bẫy của việc xúc chạm hơi thở? Ở đây sư sẵn sư nhắc một cái việc nữa, là một số vị theo dõi hơi thở dựa trên sự phòng xẹp của bụng. Sư không có bài xích việc đó. Sư phải nói trước là sư không bài xích. Sư chỉ làm rõ một vấn đề, đó là những vị theo dõi sự phòng xẹp của bụng á, là quý vị đang quán sự chuyển động của thân chứ nó không phải là hơi thở.
Mặc dù nó chịu sự tác động của hơi thở, nhưng nó thuộc về quán thân, chứ nó không phải hơi thở. Như sư nói, sư không bài xích mà làm rõ cái gì nó ra cái đó. Ở đây sư hướng dẫn hơi thở, cho nên sư sẽ không hướng dẫn phòng xẹp. Như vậy chúng ta sẽ theo dõi hơi thở như thế nào? Với những vị mới chưa biết được hơi thở của mình ra làm sao, thì chúng ta có thể để một cái ngón tay lên trước mũi, đừng chạm vào mũi ha. Cách cái này, cách đó. Cách cái môi và cái mũi một đoạn ở giữa này. Khi để ngang, thở nhẹ, thở bình thường, thở nhẹ đó. Chúng ta sẽ thấy là hơi thở chạm vào một điểm trên đầu ngón tay. Bằng cách đó chúng ta biết là có hơi thở. Dù chúng ta có thở nhẹ đến đâu đi chăng nữa thì nó vẫn có hơi thở. Khi xác định một điểm rồi thì chúng ta biết cái điểm đó. Và bây giờ sư giả sử là chúng ta để một cái cục bông gòn ngay trước mũi. Hai ngón tay này chúng ta chụp cái miếng bông gòn, chúng ta để ngay trước mũi. Khi thở ra, hơi thở đi xuyên qua cục bông gòn. Khi thở vào, hơi thở đi xuyên qua cục bông gòn. Mặc dù cục bông gòn á, nó không chạm vào ta, nhưng ta biết là cục bông gòn có tồn tại. Thì lúc bây giờ đó, cái vị trí của cục bông gòn là vị trí của điểm theo dõi hơi thở. Và như vậy chúng ta từ từ buông tay ra. Tâm vẫn tiếp tục duy trì nơi điểm hơi thở. Tay buông ra. Và như vậy, thở vào, thở ra, hơi thở vẫn tiếp tục di chuyển xuyên qua cục bông gòn. Và chúng ta dùng điểm đó làm điểm theo dõi hơi thở. Thở vào, biết là thở vào. Thở ra, biết là thở ra. Trong suốt quá trình ngồi thiền, chúng ta liên tục theo dõi điểm hơi thở. Nếu như điểm hơi thở nó bị mất thì chỉ việc đưa tay lên xác nhận lại. Rồi sau đó lại tiếp tục để tay xuống. Nhẹ nhàng. Như vậy trong suốt quá trình ngồi thiền, chúng ta liên tục theo dõi điểm hơi thở. Sư nhắc lại, ví như chúng ta cầm cục bông gòn để ngay trước mũi, thở vào, hơi thở đi xuyên qua cục bông gòn. Thở ra, hơi thở đi xuyên qua cục bông gòn. Thì cái vị trí của cục bông gòn đó là vị trí của cái điểm theo dõi hơi thở. Nó không chạm vào cơ thể, nhưng nó không tách rời ra khỏi cơ thể. Chúng ta biết là hơi thở có đi ngang qua đó và theo dõi ở đó. Như vậy trong suốt quá trình ngồi thiền vẫn tiếp tục theo dõi điểm hơi thở. Chân đau vẫn theo dõi điểm hơi thở. Chúng ta nên kiên trì theo dõi điểm hơi thở. Nếu cơn đau trở nên khốc liệt, làm cho việc theo dõi hơi thở khó khăn, thì đổi chân. Nhưng nhớ, trong khi đổi chân, chúng ta vẫn tiếp tục theo dõi điểm hơi thở. Nó giống như là quý vị cầm cái điện thoại đọc tin tức,
thì dù cho mình có đổi chân thì chúng ta vẫn tiếp tục nhìn cái điện thoại. Cũng tương tự như vậy, tâm chúng ta bám vào điểm hơi thở thì dù chúng ta đổi chân, tâm vẫn tiếp tục bám vào điểm hơi thở. Và khi đổi chân rồi, đổi chân vài lần rồi, và sư nhắc là chỉ đổi chân khi nào mà cơn đau làm cho định trên hơi thở nó bị ảnh hưởng thì mới đổi chân, chứ không phải là chúng ta cứ đổi liên tục. Nếu như việc đổi chân vài lần mà cơn đau nó vẫn không có thuyên giảm, cơn đau trở nên khốc liệt, thì đứng dậy và đi thiền. Và nhớ, từ lúc duỗi chân chống đầu gối đứng dậy vẫn tiếp tục theo dõi điểm hơi thở, không để điểm hơi thở rơi mất. Và chúng ta tiếp tục đi, bước đi, khi bước đi vẫn tiếp tục theo dõi điểm hơi thở. Nếu như khi bước đi điểm hơi thở bị mất thì chúng ta dừng lại theo dõi. Nếu dừng lại mà điểm hơi thở vẫn chưa xuất hiện, chưa có tập trung được, thì đưa tay lên xác nhận lại điểm hơi thở, sau đó nhẹ nhàng từ từ bước đi theo dõi điểm hơi thở. Cho đến khi chúng ta ăn thì cũng tiếp tục theo dõi điểm hơi thở, múc ăn, vừa ăn vừa theo dõi điểm hơi thở. Cho đến khi chúng ta về nghỉ ngơi thì vẫn tiếp tục theo dõi điểm hơi thở. Tuy nhiên, với đề mục thiền hơi thở, nếu như vị thiền sinh không khéo tác ý, vị đó có thể mất ngủ. Nó không giống như thiền tâm từ, tức là mình rải tâm từ một hồi là mình ngủ luôn. Mà thiền hơi thở, nếu như chúng ta không khéo tác ý thì một số thiền sinh có thể mất ngủ. Cho nên kỹ thuật ở đây là gì? Là sau khi leo lên trên giường nằm thì chúng ta quyết định đi vào giấc ngủ, tức là không theo dõi hơi thở nữa mà quyết định đi vào giấc ngủ. Và khi quyết định đi vào giấc ngủ như vậy, chúng ta chủ động chìm vào giấc ngủ với suy nghĩ ta sẽ thức dậy. Thí dụ như ta sẽ thức dậy vào lúc 1:30, thì khi đến giờ quý vị sẽ tự thức dậy. Còn nếu như vị nào chưa thuần thục hoặc làm không được thì sư khuyến khích khi leo lên trên giường ngủ nên quay trở lại rải tâm từ. Như vậy nó sẽ tránh cho quý thiền sinh mất ngủ trong thời gian đầu. Thì đây là sự hướng dẫn của sư, và sư mong là quý thiền sinh sẽ nỗ lực chánh niệm trong việc theo dõi hơi thở. Xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh, mong cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý, sau khi thọ hưởng rồi được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu tam bảo từ hàng đồ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đại, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Tham Lợi Giác.